Chuyên mục An ninh Đồng Nai kính chào quý vị và các đồng chí. Chương trình kỳ này của chúng tôi gồm có các nội dung chính sau đây: cảnh báo gia tăng tội phạm chống người thi hành công vụ, phát huy hiệu quả mô hình quỹ doanh nhân với an ninh trật tự tại huyện Nhân Trạch. Nhưng trước hết, mời quý vị và các đồng chí theo dõi phần tin hoạt động trong tuần của Công an tỉnh. Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 12 tháng 4 năm 2019, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động 15 tháng 4 năm 1974, 15 tháng 4 năm 2019. Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng khối xây dựng lực lượng Công an tỉnh đã đến dự. Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an Nhân dân nói chung, Cảnh sát Cơ động Công an Đồng Nai nói riêng, luôn phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, đoàn kết một lòng vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí Cảnh sát Cơ động đã anh dũng hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an Đồng Nai trong những năm qua, đồng thời yêu cầu lực lượng Cảnh sát Cơ động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, khắc phục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công an tỉnh vừa tổ chức giao ban công tác đảng và công tác chính trị quý 1 năm 2019, đồng chí Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị. Báo cáo cho thấy công tác đảng và công tác chính trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được triển khai đúng tiến độ chương trình. Cấp ủy chi bộ đã tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tư tưởng cán bộ chiến sĩ ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, yên tâm công tác, xác định tốt tư tưởng, cũng như trách nhiệm với công việc, khắc phục khó khăn, chủ động nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp theo là một số tin an ninh trật tự. Một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa vừa được Công an thành phố Biên Hòa triệt phá, tang vật thu giữ gần 200 triệu đồng và hơn 10 xe mô tô, ô tô các loại. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 15 tháng 4, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Công an xã Tam Phước bất ngờ ập vào nhà hàng tiệc cưới Úc Liêm ở ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, phát hiện hàng chục đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa. Phát hiện lực lượng chức năng ập vào, các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn. Lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế được 36 đối tượng. Tang vật thu giữ tổng cộng gần 200 triệu đồng, trong đó tiền thu tại chiếu bạc gần 50 triệu đồng, 3 xe ô tô và 7 xe mô tô các loại, cùng nhiều dụng cụ để phục vụ hành vi đánh bạc. Ngay sau đó, các đối tượng và tang vật đã được đưa về Công an thành phố Biên Hòa để tiếp tục phân loại điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Biên Hòa đang điều tra truy bắt nhóm đối tượng đã đột nhập nhà ông Lê Quốc Đạt ở xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa về hành vi trộm cắp tài sản, tổng thiệt hại trị giá gần 100 triệu đồng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 8 tháng 4, khi gia đình ông Lê Quốc Đạt ngủ dậy thì tá hỏa phát hiện mất một chiếc xe máy hiệu BCX để ở trong phòng khách. Tiếp tục kiểm tra khu vực phía sau của tầng trệt, ông Đạt phát hiện mất thêm một máy tính laptop và đồng hồ đeo tay trị giá hàng chục triệu đồng. Theo ông Đạt, tổng số tài sản bị các đối tượng lấy trộm trị giá gần 100 triệu đồng. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa nhận định, vào thời gian trên có hai đối tượng đã đột nhập vào nhà ông Đạt bằng cách leo qua tường rào phía sau, sau đó dùng công cụ phá khóa cửa chính đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản. Công an thành phố Biên Hòa cũng cho biết các đối tượng thực hiện vụ trộm này rất manh động, liều lĩnh và chuyên nghiệp. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra. Thưa quý vị và các đồng chí, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và tính chất vi phạm, gây bất bình trong xã hội.
chỉ tính từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 2019, trên địa bàn thành phố Biên Hòa đã xảy ra 4 vụ chống lại lực lượng công an khi đang thi hành nhiệm vụ. Đây là đối tượng Trần Hồng Phúc, sinh năm 1990, ngụ thành phố Biên Hòa, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa khởi tố bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3, một số đối tượng đang tụ tập đánh bài ăn tiền tại nhà Trần Hồng Phúc ở tổ 18, ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Lúc này, ban chỉ huy công an xã Tam Phước đã cử 4 đồng chí công an viên gồm Nguyễn Danh Yên, Nguyễn Phạm Hoàng Trí, Đinh Viết Thịnh và Nguyễn Xuân Cảnh đến hiện trường, thì các đối tượng bỏ chạy. Lực lượng công an chỉ tạm giữ được 1 đối tượng, 6 xe mô tô và số tiền gần 500.000 đồng trên chiếu bạc. Khi lực lượng công an xã Tam Phước đang tiến hành lập biên bản để thu giữ số tang vật trên, thì Phúc và Trưởng mỗi người cầm một con dao đánh vào lưng anh Trí rồi bỏ đi. Sau đó, Phúc và Trưởng quay lại tiếp tục ngăn không cho lực lượng công an làm nhiệm vụ. Tại đây, Phúc đã dùng một đoạn căm xe máy dài khoảng 10cm bằng sắt đâm vào vùng mặt anh Yên, khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi được tăng cường lực lượng, công an xã Tam Phước đã khống chế được 2 đối tượng trên, đồng thời đưa 2 anh Nguyễn Danh Yên và Nguyễn Phạm Hoàng Trí đi cấp cứu. 11 giờ 30 là xuống vây bắt đối tượng đánh bạc. Thì có khoảng từ 20 thanh niên đánh bạc thì tổ tuần tra xuống ập vô, vì các đối tượng bỏ chạy thì mới giữ lại được 3 đối tượng và 6 xe máy. Thì khi giữ xe máy thì có khoảng 5 thanh niên ra vây lấy xe, thì trong đó có 2 thanh niên cầm dao. Thì lúc mà trong tổ tuần tra đang giữ xe thì thanh niên tên Phúc là quay lại chém vào lưng. Nhà em giữ xe máy về, xong rồi cái em cản là những xe máy nó không có liên quan, xong rồi cái em lại em cản không cho dẫn xe đi. Và trong lượt qua tiếng lại, trong lúc em đang cầm con dao trên tay á, thì em mới vỗ vô lưng cái anh Chí, anh mặc đồ thường, rồi xong rồi vỗ bằng cái sóng dao. Rồi xong cái nhiều người lại can ra thì lúc đó giật dao lại thì em bỏ đi. Cơ quan công an xác định đối tượng Trần Hồng Phúc từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích. Phúc chính là một trong 2 đối tượng đứng ra tổ chức sòng bạc nói trên. Còn đây là đối tượng Hồ Văn Mạnh, 28 tuổi, quê ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, cũng vừa bị công an thành phố Biên Hòa bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa xác định, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 27 tháng 3, tổ tuần tra xử lý vi phạm giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông công an thành phố Biên Hòa gồm 3 đồng chí: Thiếu tá Nguyễn Xuân Toàn, Đại úy Phạm Văn Hoàng và Thượng úy Nguyễn Văn Đông đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn gần cầu Hóa An thuộc khu phố 3 phường Quang Vinh, thì phát hiện Hồ Văn Mạnh điều khiển xe máy chở theo vợ là chị Ngô Thị Lam Linh phía sau, hướng từ Hóa An qua phường Quang Vinh, không gắn gương chiếu hậu và không có biển số, nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, vừa dừng xe, Mạnh đã cãi vã với cảnh sát giao thông, la hét rồi gọi điện cho người nhà ra để gây sức ép đối với lực lượng công an làm nhiệm vụ. Sau lời qua tiếng lại, Mạnh đã xông tới dùng tay đánh vào mặt Thượng úy Đông và dùng cây sắt tấn công tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Rất may, người thân của Mạnh ra can ngăn kịp thời. Với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát 113, công an tỉnh Đồng Nai và công an phường Quang Vinh đã khống chế Mạnh và đưa 4 người thân về trụ sở công an tiếp tục làm việc. Trước cơ quan công an, Mạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trên đây chỉ là 2 trong số 4 vụ chống người thi hành công vụ mà công an thành phố Biên Hòa đang điều tra thụ lý, phần nào cho thấy tình trạng chống lại lực lượng công an khi đang thực thi nhiệm vụ trong thời gian gần đây đang có chiều hướng gia tăng. Theo công an thành phố Biên Hòa, nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên một phần là do nhận thức về pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế, dẫn đến khi bị xử lý thường có tâm lý chống đối, chống trả lại các lực lượng chức năng. Bên cạnh đó là đạo đức của một bộ phận người dân trong xã hội suy thoái, có lối sống tự do, buông thả, tiêu cực, có tư tưởng xem thường pháp luật. Để hạn chế gia tăng các vụ chống người thi hành công vụ, lực lượng chức năng tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm các đối tượng cố tình chống người thi hành công vụ. Phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, đặc biệt chú trọng đến các hành vi chống người thi hành công vụ, góp phần nâng cao trình độ, ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh với các hành vi vi phạm, biểu hiện tiêu cực trong xã hội.
Mặt khác, kịp thời biểu dương khen thưởng những cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc, những gương điển hình tiêu biểu trong công tác phòng chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để động viên khuyến khích tinh thần của cán bộ chiến sĩ học tập noi theo. Công tác phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ là một trong những việc làm cần thiết nhằm đảm bảo an ninh trật tự, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các đồng chí, tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương là vấn đề có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, thể hiện bản chất nhân đạo của nhà nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm và phòng ngừa tình trạng tái phạm tội đối với người chấp hành xong án phạt tù. Trong những năm qua, tại huyện Nhân Trạch, ngoài lực lượng chức năng, các doanh nhân doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện luôn có những đóng góp lớn trong việc tổ chức tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù. Sự tham gia của các doanh nhân doanh nghiệp đã góp phần không nhỏ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương với hai bàn tay trắng, bà Nguyễn Thị Nhớ, ngụ tại ấp 2 xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, gặp muôn vàn khó khăn. Có những lúc bà Nhớ tưởng chừng mình sẽ không vượt qua nổi. Trước hoàn cảnh thực tế này, Công an huyện Nhân Trạch, Quỹ Doanh nhân với An ninh Trật tự tỉnh Đồng Nai đã kịp thời hỗ trợ vốn để bà Nhớ làm lại cuộc đời. Với 30 triệu đồng được hỗ trợ, hiện tại với việc làm bánh này, bà Nhớ đã ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong thời gian qua, cái vai trò của các cái doanh nghiệp đóng góp cho cái phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cũng rất là lớn. Chúng tôi đánh giá rất là cao trong cái thời gian qua về các cái doanh nghiệp trong vấn đề là tham gia rồi tuyên truyền vận động công nhân chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời tham gia trong vấn đề là tố giác thông tin, tố giác các tội phạm. Với mong muốn kịp thời hỗ trợ vốn cho người chấp hành xong án phạt tù, sản xuất kinh doanh, nhanh chóng ổn định cuộc sống, cuối năm 2010, Quỹ Doanh nhân với An ninh Trật tự tỉnh Đồng Nai đã ra đời. Sau hơn 8 năm thành lập, quỹ đã huy động được số tiền lên gần 30 tỷ đồng và cho vay vốn xoay vòng hơn 28 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2018, quỹ đã vận động được 149 lượt doanh nhân doanh nghiệp ủng hộ gần 4 tỷ 600 triệu đồng, đã giải quyết cho 209 lượt người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vay vốn với số tiền 6 tỷ 200 triệu đồng. Tại buổi họp mặt Quỹ Doanh nhân với An ninh Trật tự tỉnh Đồng Nai diễn ra vào ngày 29 tháng 3 năm 2019, quỹ đã vận động các doanh nhân doanh nghiệp tham gia đóng góp được trên 6 tỷ đồng. Bắt đầu từ năm 2019, quỹ sẽ nâng mức vay tối đa từ 30 triệu lên mức 50 triệu đồng một người để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người vay làm ăn phát triển kinh tế. Tại huyện Nhân Trạch, trong năm 2018, Công an huyện đã vận động được 18 doanh nghiệp tham gia ủng hộ quỹ, hỗ trợ cho 10 người chấp hành xong án phạt tù, được vay vốn với số tiền 300 triệu đồng. Công ty cổ phần Tết Home là một trong nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nhân Trạch, thường xuyên có những chương trình để hỗ trợ địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội trên địa bàn. Hàng năm, ngoài ủng hộ quỹ doanh nhân với an ninh trật tự, công ty còn hỗ trợ người lao động xây nhà tình nghĩa. Đặc biệt, công ty còn sẵn sàng nhận những người có quá khứ lầm lỗi vào làm việc. Về phía công ty thì đóng góp, thì ví dụ như là bên chỗ thường công an huyện có những cái chương trình, thì ở bên công an huyện thì cũng có những cái chương trình mà hỗ trợ, ví dụ như là người nghèo hay là xây nhà tình nghĩa, thì công ty cũng hỗ trợ. Cùng với các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan chức năng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mặt trận và các đoàn thể, đặc biệt là sự tham gia của các doanh nhân doanh nghiệp, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Nhân Trạch trong thời gian qua luôn được giữ vững, phạm pháp hình sự kéo giảm hơn 10% so với cùng kỳ. Từ kết quả tích cực này, Công an huyện Nhân Trạch đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều biện pháp để phát huy hơn nữa vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới. Trong cái thời gian tới á, thì ban lãnh đạo chúng tôi cũng tham mưu cho là huyện ủy, ủy ban cùng các ngành rồi là kết hợp để rồi là vào trong các cái doanh nghiệp để vận động các cái công ty doanh nghiệp tham gia hơn nữa trong cái vấn đề tham gia tố giác tội phạm và vấn đề đảm bảo an ninh trật tự trong địa bàn khu công nghiệp. Bên cạnh đó chúng tôi cũng duy trì hàng tháng để họp giao ban các cái khu công nghiệp để rồi là các cái khu công nghiệp phản ánh lại cái tình hình an ninh trật tự. Trên cái cơ sở đó chúng tôi sẽ tham mưu cho huyện ủy, ủy ban để rồi đưa ra các biện pháp giải pháp để làm sao ổn định tình hình trong thời gian tới.
Nhờ làm tốt công tác dân vận mà đặc biệt là thường xuyên vận động các doanh nhân doanh nghiệp trên địa bàn huyện cùng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, nên tỷ lệ tội phạm hình sự được điều tra làm rõ đã đạt tới trên 80%. An ninh trật tự trên địa bàn huyện tiếp tục được đảm bảo ổn định. Số vụ phạm pháp hình sự được kiềm chế và giảm dần, qua đó đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Chuyên mục An ninh Đồng Nai kỳ này của chúng tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.